Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Trước hết là những con số mới nhất về COVID-19. Tính đến hết ngày thứ Năm, 28 tháng 5, trên thế giới có hơn 5,9 triệu người nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm hơn 361.000 người thiệt mạng. Tại Hoa Kỳ, có hơn 1 triệu 767.000 người nhiễm virus, trong số đó có hơn 103.000 người đã chết. Canada, có hơn 88.000 ca nhiễm bệnh, bao gồm 6.875 người thiệt mạng. Cơ quan Y tế Quebec loan báo, tỉnh bang có 4.302 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Số người được xác nhận dương tính với virus corona lên đến gần 50.000 người, trong đó có 1.331 người đang nằm điều trị tại bệnh viện, đã có hơn 15.600 người bình phục giới chức y tế công cộng Hoa Anh loan báo thành phố có 24.838 ca nhiễm virus, bao gồm 2.666 người thiệt mạng. Các quận có hơn 2.000 ca nhiễm, gồm Moreno 2.319 ca, Ahansik Kachevin 2.084 ca, Mercier Oshelaga Maisonneuve 2.073 ca. Sau đây là tình hình COVID-19 đáng chú ý tại một số nước khác trên thế giới. Trong 24 giờ qua, Brazil có thêm 4.679 người nhiễm virus, nâng tổng số ca nhiễm lên 419.340 người. Tổng số thiệt mạng cho đến nay gần 26.000 người. Brazil hiện là ổ dịch có số người nhiễm bệnh cao nhất Nam Mỹ và đứng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ kế tiếp là Nga với gần 380.000 người nhiễm bệnh và 4.142 người chết. Nga là ổ dịch đứng đầu Âu Châu và thứ ba trên thế giới. Đứng đầu Á Châu là Ấn Độ với hơn 165.000 người nhiễm bệnh, bao gồm hơn 4.700 người chết. Nam Phi là quốc gia có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất ở Phi Châu với số người nhiễm tới nay là 26.000 người. Trong khi đó, Nam Hàn lại xuất hiện ổ dịch mới với 82 người nhiễm bệnh ở Bucheon. Nam Hàn hôm 28 tháng 5 cho biết họ sẽ tái áp dụng các biện pháp hạn chế ở khu đô thị Seoul trong 2 tuần nhằm ngăn COVID-19 bùng phát mạnh trở lại tại khu vực đông dân cư. Hôm thứ năm 28 tháng 5, Nam Hàn có thêm 79 ca COVID-19 mới, con số cao kỷ lục trong gần 2 tháng qua cơ quan y tế loan báo áp dụng biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp tại thủ đô Seoul và các thành phố lân cận cho tới ngày 14 tháng 6. Các cơ sở công cộng như viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật sẽ bị đóng cửa. Các công ty sẽ được khuyến khích áp dụng hệ thống làm việc linh hoạt và tuân thủ quy tắc về khoảng cách an toàn. Các cơ sở giải trí như quán bar, hợp đêm, ở vùng đô thị cũng được khuyến cáo nên đóng cửa trong thời gian tới. Theo cơ quan y tế, nếu việc ngăn virus lây lan ở khu đô thị Seoul bất thành, thì sau ngày 14 tháng 6, quốc gia này có thể áp dụng những biện pháp hạn chế chặt chẽ trở lại. Hầu hết các ca nhiễm mới ghi nhận hôm 28 tháng 5 có liên quan tới một cơ sở của một công ty thương mại điện tử ở Bucheon, phía tây Seoul. Tổng cộng có 82 ca liên quan tới ổ dịch này và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Nam Hàn đã nới lỏng hạn chế hôm 6 tháng 5 và cho phép một số hoạt động nối lại bình thường. Nam Hàn hiện có 11.344 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 269 người thiệt mạng. Thủ tướng Hòa Lan không thể gặp mẹ lần cuối. Thủ tướng Mark Rutte không thể gặp mẹ lần cuối trước khi bà qua đời vì phải tuân thủ lệnh hạn chế thăm viếng viện giữa lão trong đại dịch Covid-19. Thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte hôm 25 tháng 5 cho biết mẹ ông, bà Mieki Rutte deuling, 96 tuổi đã qua đời trong viện dưỡng lão The Hague hôm 13 tháng 5, gần 2 tháng sau khi chính quyền ra lệnh cấm thăm viếng các nhà dưỡng lão hôm 20 tháng 3. Truyền thông Hòa Lan cho biết bà Mia Rit qua đời vì nguyên nhân khác, không phải do Covid-19, dù viện dưỡng lão nơi cụ sống từng bùng phát các ca nhiễm ncov thủ tướng ruth nói khi báo tin mẹ qua đời ngoài nỗi đau đớn và những kỷ niệm đẹp gia đình và tôi cảm thấy biết ơn vì bà đã hiện diện trong cuộc đời của chúng tôi dài như thế chúng tôi bây giờ phải nói lời vĩnh biệt mẹ hy vọng nỗi buồn mất mát lớn lao này sẽ sớm nguôi ngoai chính quyền hòa lan mới cho phép người dân tới thăm viếng một số nhà dưỡng lão từ tuần này và sẽ dỡ bỏ hạn chế thăm viếng với tất cả các nhà dưỡng lão từ 15 tháng 6. Hòa Lan áp đặt lệnh phong tỏa ít nghiêm ngặt hơn so với một số nước châu Âu khác, dù nhiều người lo ngại dịch sẽ bùng phát khi ngành du lịch hoạt động lại ở các thành phố như Amsterdam. Hòa Lan đã ghi nhận gần 46.000 ca nhiễm, bao gồm hơn 5.900 người thiệt mạng do COVID-19. tội phạm mạng lợi dụng COVID-19 để lừa đảo dân Canada. Cơ quan an ninh mạng hàng đầu Canada đã bắt đầu triệt phá hơn 1.000 trang web giả mạo, độc hại, cố gắng lừa đảo hoặc đưa thông tin sai lạc về các chương trình tài trợ của chính phủ liên quan đến COVID-19 cơ quan này cũng đã nhận thấy các nỗ lực đánh lừa người dân đang lo lắng về đại dịch do các tội phạm mạng chủ mưu giả dạng như tin nhắn từ các giới chức y tế công cộng một báo cáo mới từ cơ quan an ninh truyền thông CSE, một trong những cơ quan tình báo trung ương của Canada, đã phát giác rằng trong hai tháng qua, tội phạm mạng đã thiết lập các trang web giả giống như trang web của chính phủ Canada, đa số là giả cơ quan thuế vụ Canada hoặc có liên quan đến chương trình trợ cấp ứng phó khẩn cấp Canada, CERB, thông qua các trang web này được mô tả là các bản sao thuyết phục của các trang web chính thức, các tin tặc cố gắng lừa mọi người tiết lộ thông tin tài chính cá nhân mà họ tưởng là đang gửi cho chính phủ liên bang. Cơ quan CSE cho biết họ đã triệt hạ những trang web này. Các trang web này nằm trong số hơn 120.000 tên miền mới được đăng ký liên quan đến Covid-19 mà cơ quan này biết đến trong tháng trước. Hơn nữa, các tin tặc cũng đang sử dụng các âm mưu lừa đảo, yêu cầu mọi người nhấp vào các liên kết tải xuống phần mềm đánh cắp thông tin và độc hại. Trong báo cáo được công bố ngày 26 tháng 5, cơ quan này cho biết hầu hết các nỗ lực lừa đảo mà họ đã xác định là cung cấp phần mềm độc hại có liên quan đến các nhóm được nhà nước bảo trợ hoặc tội phạm nổi tiếng. Một trường hợp xảy ra vào ngày 10 tháng 3, khi các email lừa đảo mạo danh giám đốc y tế công cộng tiến sĩ Teresa Tam đã được sử dụng để nhúng phần mềm độc hại từ tập tin đính kèm được coi là một bản cập nhật quan trọng về COVID-19. Có những trường hợp khác như các email quảng cáo vật tư y tế hoặc để gợi ý quyên góp theo cơ quan CSE, kẻ lừa đảo biết rằng những người dân bị ảnh hưởng vì tình hình COVID-19 đang lo lắng về tương lai và ít thận trọng khi nhận được email, tin nhắn hoặc quảng cáo liên quan đến COVID-19 đáng nghi ngờ. Dự đoán rằng các loại tấn công mạng và mạo danh này sẽ tiếp tục, chừng nào COVID-19 vẫn là mối lo âu chính đối với sức khỏe công cộng. Báo cáo viết, các tội phạm mạng dường như đang trở nên lão luyện hơn khi nhắm mục tiêu vào các khu vực và thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng với COVID-19 khi các biện pháp giữ khoảng cách giao tiếp bắt đầu làm phẳng đường cong của dịch và công chúng thêm lo lắng về việc trở lại bình thường. Chúng tôi nghĩ rằng tội phạm mạng có thể sẽ bắt đầu tạo ra các trò lừa đảo dựa trên sự thèm khát thông tin về phát triển và sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Những phát giác này được công bố chỉ vài tuần sau khi CSE đưa ra tuyên bố chung với Cơ quan Tình báo An ninh Canada CSIS cảnh báo rằng việc nghiên cứu được thực hiện bởi các cơ quan y tế trên cả nước về COVID-19 đang đối mặt với mức độ rủi ro cao đối với các vụ tinh tặc do nước ngoài hậu thuẫn hoặc hoạt động độc hại khác. Hiện giờ CSSE cho biết họ đã thấy hai nỗ lực thâm nhập vào công cuộc nghiên cứu của Canada về Covid-19. Cả hai diễn ra vào tháng 4. Cơ quan này cho biết trong một trường hợp, một cơ quan y tế tỉnh và các cá nhân liên kết với một trường đại học Canada tham gia nghiên cứu về virus corona là mục tiêu của một cuộc tấn công lừa đảo đồng thời một công ty dược phẩm sinh học của canada đã bị xâm nhập bởi một tinh tặc nước ngoài gần như chắc chắn đang cố gắng đánh cắp tài sản trí tuệ của họ hơn nữa cse lưu ý rằng trong khi các hạn chế về khoảng cách và đi lại có thể hạn chế các hoạt động gián điệp truyền thống thì các hoạt động gián điệp trực tuyến có thể gia tăng Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức trong 24 giờ qua. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.